bạn ở thời điểm này là bây giờ là giờ Việt Nam là 2:30 trưa, giữa cái chỗ lửa của Sài Gòn thì mình sẽ cùng với các bạn lên đường đi tâm sư học đạo. Cuối cùng thì chúng tôi cũng tới được nhà của Đại sư Ca. Xin giới thiệu với các bạn, đây là Đại sư Ca cao thủ Mu Gia Thái Đào Thế Anh. Nghe danh anh đã lâu, mình có nghe rằng anh vừa mới đi qua những cái nước bạn như là Lào, Thái, Campuchia để giao lưu học thuật cái tuyệt kỹ sửa chữa điện thoại qua lại, đúng không anh? Thì có nghe anh nói là anh có lãnh thụ được cái chi mà vào chạm của các bạn ở bên Thái, thì không biết là so với cái chiêu này với lại cái chiêu mà sử dụng thiên lý nhãn với lại thuận phong nhĩ của Việt Nam mình thì sao anh? Nói chung á là phải nói là cái nào nó cũng có một cái hay riêng của nó. Có những cái là bóc nó hỗ trợ tốt hơn những cái cách phổ thông mình đang làm. Như là trong những cái trường hợp giống như là những cái men mà nó mình xác định được là nó đã chạm rồi, nhưng mà nó không có nóng một cái khu vực nào hết. Giống như cách đây là một ngày hay hai ngày là em vừa làm một cái clip là về cái men 8 lút chạm đó, là đã thử qua nhiều cách và thợ đã chạy rồi, không tắt được cái đường đó. Nó không nó nóng nhưng mà nó không có rõ ràng được khu vực, không thể nào xác định được từ sông khối cho đến nhúng xăng đồ hay là chung là kinh nghiệm cách là cũng không được. Kinh nghiệm và cái cảm nhận của con người là coi như là bó tay. Nhưng mà khi mà em sử dụng đến cái này thì nó lại ra. Thì cái đó mình phải công nhận là mình test trên thực tế là mình phải công nhận là cái này là nó hay, nó hỗ trợ tốt. Thì ưu điểm của nó là có thể là tìm ra được chính xác cái con tụ mà bị chạm trên cái men luôn. Dạ, đúng. Qua đo đạc kỹ thuật. Dạ đúng. Chứ không có còn phải qua những cái cảm nhận và cái kinh nghiệm của mình nữa. Dạ, chính xác. Vậy thì bây giờ anh có thể cho mọi người chiêm ngưỡng thử trên một vài cái men mà chạm được không? Dạ được, cái đó rất sẵn sàng. Em có nhận được hai cái máy nó bị chạm. Em cũng làm nhiều rồi. Cách ly quá trời luôn. Phải cực anh chút xíu. Cách ly quá trời luôn mà nó không có hết. Thì anh thử sử dụng cái bộ tool sử dụng của anh mới mà anh mới độ chế được của bên Thái về á. Anh làm thử ha. Anh kiểm tra coi phải hai men này bị chạm không. Nó dòng lên cao quá trời luôn. Thì sẵn có men chạm này mình cũng test thử luôn mấy cái bóc này luôn một lần cho mọi người cùng xem ha. Thì nguyên lý hoạt động của cái bóc này nó cũng đơn giản lắm. Ví dụ như là đúng là khi mình dùng một bộ nguồn mình cấp vô cho hai cái bóc này nó hoạt động, thì nếu mà mình đo về mát điện áp nó sẽ chạy về mức bằng với pin mình cấp cho nó hoạt động. Thì bất kể bây giờ mình đo những điểm nào thì trên nguyên tắc là trên một cái dàn tụ là một đầu xả mát, còn một đầu là điện trở hoặc là data gì đó. Nếu mà mình check hai đầu tụ đó đều trên một dòng, tức là đều chạm mát hết rồi, thì là mình xác định được cái đường đó là nó đang bị chạm. Đây chân cực âm pin ha, là mát là chính xác ha. Đây chân cực dương pin cũng đang là mát ha, tức là đường này đang chạm với bát. Bây giờ mình có cách nào để mình phát hiện ra được cái con tụ trên đường đó chạm này cách chính xác không? Có cái đó là như mình giới thiệu từ lúc đầu là mình sẽ dùng cái bóc mới nhất bắt đầu để mình test cho các bạn coi về cái vấn đề á. Cái này nó là đồng hồ đo hay sao anh? Thì nó cũng chỉ là một cái đồng hồ đo bình thường mà một người thợ nào mà mình cũng từng có, mình một từng số sử dụng bình thường mua đúng rồi ngoài tiệm thôi. Nhưng mà mình phải độ chế, gọi là mình chế biến lại. Mình chế biến lại để nó phục vụ cho công việc mình đang làm. Là mình phải độ lại để đúng chuyên rồi. Để dò chạm thôi. Đúng rồi. Mình chỉ cần chích vô hai cái đầu tụ là mình biết được con nào chạm trên men liền. Đúng rồi, đúng rồi. Thì cao nhân tắc ẩn, cao nhân trị các bạn. Cái men này mình làm mấy bữa rồi đó mà vẫn chưa được. Giờ đem qua đây ảnh chỉ việc đo lấy cái bộ máy đo mà ảnh độ chế á, ảnh đo vài cái thôi.
thì anh phát hiện ra là cái tổng trở của tụ này nó khác với lại sau đây các bạn, không phải tổng trở mà là cái mức độ tiêu thụ ampere nó khác với là những cái con tụ khác, thì anh biết ngay là cái con tụ nào trên cái main nó chạm rồi. Quá quá tuyệt vời các bạn. Rồi sau khi tắt ha, rút ra lại ha. Đây. Mát ha. Sau lại chương cực thăm pin nè. Chương cực dương rồi về trở ra tao bình thường. Hết chạm ha. Rồi.